Xin chào các bạn. Có nhiều bạn trẻ hỏi anh Duy ơi, cái gọi là gì, động cơ của anh Tập Tạ là gì. Anh cũng chả hiểu sao dạo này chữ động cơ nó hiện ra nhiều ghê các bạn. Thật ra anh tưởng thử anh dạo anh nhớ là ngày xưa anh học văn là cũng khá tốt á, từ điển anh cũng chịu khó coi lắm, mà chữ động cơ thì thường anh liên tưởng động cơ xe máy không bạn. Bây giờ hỏi anh chữ động cơ của anh Duy Tập Tạ là gì, hỏi câu rất nghiêm trọng, anh đơ người luôn á. Nó đọc động lực á hả, hay là mục tiêu hả, hay là lý do hả? Nó dậy đi cho nó nhẹ nhàng, lý do như Tập Tạ là gì, trả lời cho nghe. Anh Tập Tạ rất nhiều lý do, mà trong đó có lý do là mình Tập Tạ để cho là phụ nữ mà trầm trồ khen ngợi vậy chơi vậy đó. Tật anh kỳ lắm bạn ơi, anh mặc dù anh không thích đường nhưng mà anh lại hảo ngọt à. Tật anh vậy, mình hảo ngọt mình hảo ngọt thôi chứ đời đâu có gì đâu phải hảo đắng không. Bởi vậy tuần trước á, mấy nói chung là tuần trước và những tuần trước nữa, anh đi gọi là massage với 1 phút 30 giây á, thì nói chung là mấy cô tiếp viên đó là khen anh, khen nức nở luôn. Mặc dù thì tới nghề người ta khen thật hay không khen thật thì kệ thay người ta đi hen, nói chung là người ta khen mình khoái rồi, ta khen gì nè bạn. Tôi nói là, nói thiệt với anh á, cuộc đời em làm cái nghề này là em cũng yêu nghề lắm, em làm gần chục năm rồi đó. Hỏi em làm từ năm nhiêu, em làm từ năm 13 tuổi, giờ năm nay em 22 tuổi rồi đó. Đó, là cái như ếch lột da em thấy nhiều lắm rồi mà em chưa thấy cái con ếch lột da nào mà có mông đẹp với eo đẹp, bụng sáu múi đẹp như anh đó. Đó, câu đã bạn. Đó, tự nhiên nó câu đó mình cảm giác như là thành quả mình tập thể hình trong phòng gym, nó gọi là nó mang lại cho mình một kết quả mà người khác công nhận. Nó, anh Tập Tạ mà gái công nhận là anh khoái rồi, giống như Di Phan nó làm việc mà nó cảm thấy nó được anh công nhận là nó thích rồi, còn nếu mà anh không công nhận là nó buồn lắm. Chịu thôi, sao giờ năng lực chưa tới sao công nhận, mà mình chỉ công nhận những điều mình có thật thôi chứ, đúng không? Do đó hàng ngày đến phòng gym, dạo này anh tập là như con trâu như con bò đúng không bạn. Hồi lúc quay video với các bạn là quay xong khoảng 9 giờ nha, xuống dưới là cả như múa tay múa chân chút xíu. Tập bây giờ là 11, bây giờ là 1 giờ 15 phút rồi đó. 1 giờ 15 phút, mà anh tập tới 1 giờ xong, nó đúng ngày là tập tới 1 giờ xong vô quay vlog liền. Trời đất ơi, anh tập với nó là bữa nay là anh khoe anh tích với các bạn nha. Anh tập tay trước, tập bụng quá trời luôn ha. Xong rồi ha, xuống cardio biết chơi gì không? Ồ, anh cardio cho cái máy treadmill mới đó bạn. Anh cardio 30 phút, ghê chưa? Cardio 30 phút, rồi xong rồi anh qua, nó leo cầu thang mà. Anh mới nhập về cái máy gọi là máy leo cầu thang mà thế hệ mới đó, leo cũng đã lắm. Anh leo nó đếm đâu coi, 1000 step, tức là 1000 bước á, chiều cao 106 m, số tầng là khoảng chừng quên bà đó, quên coi số tầng người ta. Nói chung là leo độ cao 106 m, số tầng hình như là ba mấy 40 tầng gì đó không nhớ. Leo 10 phút thôi mà thở như con trâu bạn. Trời, nãy thở đúng đã luôn, bởi vậy cái thành quả mà gọi là nó phê lắm. Cái thằng Dương Quá, cái thằng Dương Quá là bữa nay là nó, anh là hơi quê đó nha bạn, anh nay là nó tập đùi bạn, mà nó chơi cái bánh tạ mà đúng là thấy ghét luôn á. Nó chơi gọi là cái kiểu mà hả, cái kiểu mà rất là ức chế bạn. Cái bao rắc mà biết không, nó bao rắc quất bánh tạ, cái cục nhỏ nhất của THL là cục 2.5 pound, gắn vô nó squat mà làm giọng đúng nghiêm trọng luôn, nhìn đạp trong cái răng kiến ghê á. Đó, mà cái thằng Dương Quá này lại còn gì, trời sao ngưỡng mộ quá. Nó, tao biết mày từ đó giờ mày ngưỡng mộ tao mà. Nó, nhưng mà hôm nay ngưỡng mộ nhiều hơn. Thôi ngưỡng mộ vui gì, đẹp trai hơn hay sao. Nói muốn dẫn anh đi ăn chành chim quá. Cái nó mà nói, mày nói thẳng ra lý do đi, đừng có dài dòng nữa. Anh đang chạy để ô mà tập trung mà em cứ lộn xộn, mà em cứ sồn sồn. Xong cái nói, nãy giờ em ngồi em địa hàng anh dữ lắm đó nha. Ê, cái thằng kia chứ tính mày như mày địa hàng anh mày. Không phải, là em rình anh từ lúc mà anh vô tập, giờ anh thấy là gói lim thì em biết rồi, outlip đó thì em biết rồi, mà nãy giờ em đếm là 1, 2, 3, 4 muỗng co, mà theo như em biết á, co BCA á là không có calo nào hết trơn hết á, mà nãy giờ em ngồi em bói anh đốt cả 1000 calo rồi đó anh. Lời dữ vậy, nó trở tao dân kinh doanh mà mày làm vẫn có lời chứ không làm lời làm chi. Nè, cù khoái áp dụng qua bữa nay tập là cái như khá trâu ở dưới, giờ không ra tập dưới đó mà. Đó. Nên cái mục tiêu của anh là dạo này Tập Tạ thì anh tập rất là nhiều bạn ơi. Tập nói chung là già cả rồi, giờ tự nhiên tập cái nó sung sao quá ta. Tập quá trời tập luôn, tập mà nói chung không nặng, tập mà tập dai như trâu rồi đó bạn. Đó, ngày nào tới 1 giờ. Thì cái vlog ngày hôm nay đi vô chủ đề mở, để nói là giặt mở là anh quyết giết. Vậy thôi, giặt mở là anh quyết giết. Mà bây giờ anh chỉ nói với bạn căn bản những cái điều sau đây. Nếu bạn không làm thì bạn không giết được giặt mở, vậy thôi. Đó. Còn ai tin, tin thì tin, không tin tùy. Đó, chung là quyền tự do tín ngưỡng mà ha. Đầu tiên á, mỡ rất khó giết đúng không, mà giết mỡ mà không chết cơ mới là đẹp chứ, hoặc là chết ít cơ thôi mới đẹp chứ, mình coi giặt mỡ là kẻ thù đi, cơ là cái như là binh lính của mình đi, mình lấy binh lính mình ra đánh giặt kẻ thù, mà tự nhiên
báo cáo quân số, quân địch chết 10, quân ta chết 15. Nghe là theo khoái rồi đó. Nó ít ra là báo cáo quân số, quân địch chết 10, quân ta chết 5. Ờ nghe được rồi, ok. Vậy thì muốn tập và giảm mỡ hay khác là giảm cân, mà giảm cân là giảm mỡ là đỉnh, chứ giảm cân mà giảm nước chứ cơ không thôi thôi nha. Thì chúng ta cần phải ăn ít hơn, vậy thôi. Bạn nhớ anh câu đi, ăn ít hơn. Bạn ăn không ít hơn không giảm được. Ít hơn của bạn á, ai biết bạn ăn nhiêu kệ bạn chứ. Chứ bây giờ không lẽ giờ anh Duy đưa cho bạn công thức cứng nhắc là thực đơn vậy nè em ăn đi, ông nội người ta ăn cũng được nó bạn ơi. Bởi vì cái đó là trên giấy thôi, thực tiễn chứng minh là ăn không được. Vậy thôi bỏ thực đơn đi ha. Tập tạ là phải sướng, tập khổ quá đừng tập. Giờ anh là chơi theo trường phái lầy rồi. Đó, ví dụ như bây giờ thằng Duy Phan ngày đang 10 tô hủ tiếu thì mày ăn ít hơn mày ăn 8 tô cho tao. Vậy thôi không nói nhiều, mày ăn cái như cũ đi mày ăn 8 tô. Đó là bước 1. Bước 2 ăn sạch hơn. Đúng không? Sạch hơn là cái gì? Sạch hơn này phải luyện công nè. Protein, các phát, vitamin khoáng chất, nói chung ăn gì mà đừng dầu mỡ nhiều quá, chất độc nhiều quá. Còn chất độc là gì, dầu mỡ là gì, làm ơn coi vlog đi. Đó, chứ đừng có bắt anh Duy mà nói quá nhiều coi vlog gì đó không có được. Vậy rồi nhớ cho hai câu, ăn ít hơn, ăn sạch hơn. Rồi vậy đi. Tiền bạc phù du với bạn, bạn chơi, bạn chơi, bạn chơi keo là lầy là không chơi được. Bây giờ bạn nói đã đời anh Duy chỉ em đi mà em có tiền thôi thua, không chỉ được cho bạn đầu lắm mấy kèo này anh khó quá mấy năm rồi đỡ không nổi rồi. Nên nói chung là cái gì cũng phải có cái giá của nó. Bạn nhớ câu đi, giày dép có số mà. Đúng không? Rau muống đâu cải người ta cũng bán mà lấy tiền chứ tao đâu cho không mà đâu bạn, đúng không bạn? Mà bạn muốn cho không phải mua người ta ký cá người ta mới cho ký rau chứ. Bạn nào đi chợ biết, cuộc đời bị sung sướng quá chưa ra đời chưa đi chợ đâu biết được đâu. Nó cái gì cũng có cái giá của nó hết. Đó mình tập hình muốn cho đẹp mà nó không có bánh mì thôi chịu chứ giờ muốn đẹp phải đi cài cái bánh mì chứ đâu ra. Đó hoặc là xin ai bánh mì, xin cha, xin mẹ, xin bồ, có mấy thằng phi công rồi nó xin hành khách của nó. Đó kiếm bánh mì. Rồi vậy nha, ăn là phải là ăn sạch hơn, ăn ít hơn. Độ sạch thì luyện theo 5 tháng, ít hơn ít thời gian. Ví dụ như nãy nói chuyện Duy Phan ăn ngày 10 tô tiếu đi. Bây giờ trong tháng thứ nhất ăn 8 tô, tháng thứ 2 ăn 7 tô, tháng thứ 3 ăn 6 tô, tháng thứ 4 ăn 5 tô, tháng thứ 3 ăn là nhiêu ta? 4 tô. Vậy là bạn cảm thấy ngày ăn 4 tô tiếu hợp lý chưa? Ừ, hợp lý rồi, tới đó dừng đi. Nó để xong bài toán đúng không? Đó, nó phải có một cái thời gian thích nghi chứ bạn không nào bắt được đó. Ừ nó đang 10 tô sụt xuống cái 5 tô nó chết nó luôn các bạn. Chơi sốc, đó mình không có chơi sốc. À, giống như bây giờ là anh mở phòng THOL Gym Center đó, cực VIP, anh nói bạn chữ cực VIP thôi, bạn hiểu sao hiểu. Nhưng mà anh nói trước cho bạn biết để bạn đỡ sốc, chứ không một cái đùng cái là thông báo khai trương ngày mai mấy bạn mới tập đi, mấy bạn sốc tới ốc sao. Đó, mình anh chơi bình thường không chơi sốc. Rồi, qua bài toán thứ hai, tập nhiều hơn. Nếu bạn không xác định được bài toán bằng tập nhiều hơn là bạn không giảm mỡ được, vậy thôi. Anh đang chỉ bằng cách giảm mỡ mà nó xịn đó nha, tức là anh đang áp dụng nè. Thấy không, mà thấy anh tập xong anh còn sung không, anh nói chuyện với bạn anh có vóc con nào không, chứ không phải như ai kia tập xong thở như con trâu nhìn đúng xấu luôn á, thì có nhìn là muốn đi về luôn rồi, nhìn vô phòng tạo gặp mấy thằng vậy là hết muốn tập luôn thiệt bạn. À, tính ra nóng quá bạn, kỹ bạn tính ra tuổi con trâu mà hiệu quả sao á, anh đi chơi với con bồ mà gặp chầm chầm anh bỏ đi về liền luôn á, mặc đồ đi về liền mày đó đi. Bực cái mình đang gọi là gì, mình đi làm việc mình kiếm tiền mình cho nó, mình support cho cuộc sống nó, bực thấy mệt thấy bà nội rồi. Xong rồi mình đi gặp nó mặt nó còn như đứa đám nữa chầm chầm. Thôi chia tay bớt đau khổ, ở cuộc sống sao bắt anh chịu khổ như vậy. À, nên đi từ cái triết lý nguyên sâu nguyên tắc đó. Anh nói là tập thể hình là phải sướng. Tập thể hình đối với anh là ăn chơi, là ăn là chơi, mà ăn chơi là phải sướng. Bạn nào đồng ý like phát tiếp. Đúng không? Chơi khổ quá đừng chơi bạn. Sống khổ quá thì phải coi lại. Sống phải happy. Mặc dù việc anh stress thấy bà nội anh. Anh nói với bạn rồi, Hanshin nó phá sản. Anh một đống container trên biển đó bạn. Má tin này bạn cứ lên Google search đi, tờ Reuters nổi tiếng còn đăng này chứ. Bao nhiêu là người chết lên chết xuống dân Hanshin này đó. Anh bị lầy trong đó mấy container á, buồn chết bà luôn, như nào mới về luôn. Nhưng mà thôi, buồn để đó chứ biết được gì, mình sống là phải sung. Rồi hôm nay nè, hôm nay là ngày khởi công cái công trình THOL Gym Center đó. Đội ép cọc nó chở cọc tới nó ép quá trời rồi, chút anh đi phi qua anh coi ép đúng độ sâu không nữa nè. Đó, rồi xong rồi bên ông nội cái thằng gì, cái thằng xe loser đòi tiền anh như quỷ vậy em. Nó con hiếu nó có mấy tỷ bạc đòi như đòi giật người giật xui. Bực cái mình chút đi ra kiếm ai vay tiền nóng gọi là trả cho nó luôn đi. Bực mình dễ sợ luôn á, tại vì anh có tiền mà anh cho vay tiền góp rồi. Bây giờ tiền góp mình đòi cái giật một giật xui người ta đâu có trả kịp đâu. Nên mình phải gọi là mình đi vay cái đầu khác nóng lại, mình chịu lãi rồi mình trả cho kèo này. Bởi vì nó nhiều khi làm ăn nó hên xui bạn thấy không? Nếu mà anh không bị nó đòi giật người giật xui thì anh để cái đống tiền đó kiếm tiền lời sống rồi. Còn bây giờ anh có tiền lời tiền góp, anh phải lấy cái tiền lời từ cái tiền góp đó trả thêm tiền lời anh đi vay nóng nữa. Trời ơi. Nhức đầu bạn. À vậy là xong rồi được cái vụ gì mà tập nhiều hơn tập như thế nào? Tức là bạn phải đẩy khối lượng tạ mà không cần phải tăng, nhưng mà thời gian nó phải nhiều hơn. Tại vì đẩy tăng khối lượng tạ mà đẩy sao nổi.
đúng không, bạn đồng ý không? Đấy khối lượng tạ nhiều quá, bạn đấy không nổi đâu, nên mình phải tăng thời gian lên hoặc là nghỉ ít lại, đó là hai cách tập gym hơn. Mày đốt nói chuyện là giống như slow cardio mà đốt khá dữ á. Cái con gì quên nữa ta, nãy tự nhiên cái này ý này anh mới lé ra trong phòng, trong phòng gym để tập anh suy nghĩ ra, giờ tự nhiên cái quên. À còn cái nữa này nè, bắt buộc phải cardio, bắt buộc phải cardio, bạn không cardio thôi thua. Bạn vô mà gặp BT rồi dạy thôi anh ơi tập tạ đừng cardio, làm đó chỉ bạn giấu bài. Nói chung á đồng ý, anh đồng ý là tập là phải có tập tạ nha bạn, bạn bỏ tập tạ luôn anh cũng chi cũng chịu đâu, nhưng mà bạn bỏ cardio là bạn dại dột vô cùng, dại dột vô cùng luôn, tại cardio có đốt mỡ đó đại ca. Đó cardio đốt mỡ đã lắm, mà bạn cardio trong cái sức của bạn thôi, mình đừng có chạy nhanh quá nó mệt, đúng không? Bạn chạy vừa thôi, bạn bào cho anh, bạn bào chừng nửa tiếng giống nhanh gì nãy vậy đó, xong bạn bào thêm kia 10 phút, bạn còn sức qua mà đạp xe thêm 15 phút nữa, nói chung là ngày mà cardio 1 tiếng cũng được nữa đó. Mình thời gian rảnh mà, anh cũng tập tập. Còn dù bạn bận quá đó, thì bạn rút ngắn thời gian tập lại, bạn kiêng lại, thì cái đó là phương pháp giảm mỡ, giảm cân nó khổ hơn xíu. Bạn đã chia sẻ từ trước rồi, còn bây giờ đó là anh chia sẻ cho bạn rảnh đó. Bạn tập nhiều lên cho anh, bạn cardio quan sát luôn cho anh. Bởi vì đó là cái lý do đó là năm nay anh quyết chí giật mỡ. Anh quyết chí giật mỡ, anh không chí giật mỡ được, anh bỏ cái tên ra, nó đừng kêu là Duy Nguyễn nữa. Mặc kêu là Duy Nguyễn Ngọc đi. Đó vậy ha. Đó là lý do. Anh đang lên cái option, anh đầu tư cho phòng mới của anh là để coi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 25 thiết bị cardio các kiểu, 25 thiết bị cardio. Mà anh là cái tặng anh chơi là chơi hàng đỉnh, không chơi hàng cùi bạn ơi. Nó nên bảo đảm với bạn là nhu cầu cardio là 25 người cardio cùng lúc trên những thiết bị cardio là vô tư đó. Tiết lộ luôn máy chạy bộ từ 8 tới 10, rồi nói chung mấy món kia là 3 3 3 3 mỗi cái á, leo cầu thang là 3 cái. Trời ơi thằng đã bạn, leo cầu thang quá. Leo cầu thang gọi là mình vừa lên mông mà vừa lên bắp chân nữa bạn, mà vừa được đốt calo nữa, mà vừa đứng chỗ nghe vlog của anh Duy nữa. Trời ơi máy của anh là có kết nối wifi, anh mới hợp tác với Viettel với thằng gì qua này, Viettel với FPT, phải chơi hai thằng bạn ơi. Tại giờ tình trạng bây giờ cáp đứt liên tục, bữa nay bỏ trì cáp AGG gì nữa nè, cái mạng chậm như đùa, bởi vì mình phải chơi liên tục để mình thằng này bị đứt mình chạy qua kia. Anh phải đầu tư cho wifi thiệt là mạnh để cho bạn kết nối ra những cái màn hình LCD của các cái thiết bị cardio đó. Bạn vô bạn coi vlog của anh Duy Nguyễn không bị giật, tại vì anh quay vào Full HD nặng, coi không bị giật đó. Hoặc nghe nhạc THOL bao đã, anh phải đầu tư dàn lo cực đỉnh nữa. Nói tham vọng của anh đó, làm cái phòng là làm phòng phải sướng. Tại phòng này anh là đất anh mướn anh không làm nữa chứ, tại vì còn cái kia là xây từ đầu, anh làm cho bạn coi bạn không ghiền nữa thôi. Nếu bạn không đủ kinh phí thì bạn tập bạn tham quan phi, chứ còn cho mà tập chùa là không được nha mày. Ta ý kiến cái cò, ví dụ như mấy sao mà kỹ vậy, mày vô mày thu tao 1 triệu, mà thằng kia vô tập em thu tiền nó là sao mày? Mày chơi vậy mày chơi với gấu đi mày, đừng chơi với tao nha. Nói chung anh chơi là phải cho cân bằng cho đẹp, nên cái việc cardio là cái việc cực kỳ quan trọng. Bạn phải duy trì nó hàng ngày cho anh, bạn tập xong bạn phải cardio đi. Bạn cardio nó có rất là nhiều lợi thế, mình chỉ đã nói rồi, bảo đảm về bạn là bò bạn lên bò xuống ruộng luôn, còn phi công của bạn là bảo đảm là nó hết xăng nó chết giữa đường luôn. Đã chưa? Vậy là tóm lại là nó nhắc lại bài nha. Đầu tiên là tập nhiều hơn, ăn ít hơn, bắt buộc phải cardio. Còn bây giờ nói qua là súp nè. Giảm mỡ bỏ súp là cái gì thua. Nó thiệt bạn luôn á, giờ giảm mỡ bằng bỏ súp là cái gì, bằng giảm 1 năm bằng người ta giảm 2 tháng. Không tin thì cứ thử nha. Nói chung là chuyện súp nè, chuyện là một cái kiến thức rất lớn trong cái hình. Chứ không điên gì người ta ra súp chi bạn. Thấy không? Anh gì đâu súp nè. Súp là súp lèm anh đó bạn. À, súp lèm anh nó gì đọc tiếng Anh, tiếng Chanh, tiếng Chua vậy đó được không? Bây giờ súp sải nào của tiên? BCA. Anh test hàng mấy tháng nay rồi bạn, anh nằm dùng anh test hàng mấy tháng nay rồi. Gì mới dám nói chứ, anh gì đâu dám nói gì mà anh gì vô làm. Nói thật chứ bạn, bây giờ thằng kia nó tư vấn bạn súp bằng trời đi chăng nữa, hỏi nó có xài không? Tao không có xài, thua. Tao không có xài thôi, thua. Như kiểu như giờ, ví dụ như giờ mà nói thiệt á, anh dám nói một câu ở Việt Nam này á, anh xài súp không thua thằng nào, bảo đảm bằng luôn. Tại sao? Anh là chùm BBT, chùm cuối BBT, muốn xài như trả được mà. Nên cái chuyện súp đó là yên tâm, anh Duy tư vấn mà là có độ trust rất lớn. Đó, tư vấn bằng có độ trust rất lớn. Cái gì ông, cái giống quỷ gì cũng xài, phải xài thời gian, phải thí nghiệm mới lâu năm, chứ không phải là ngồi để xài với con muỗng thay rào rực quá, đã có kết quả đó, em vứt đi, em nó có kết quả đó. Ai chơi lầy vậy bạn. Còn không á thì thấy ông nội kia bán hàng nó hot quá, mình cũng chưa xài đâu, biết con khỉ gì đâu. Vô tư vấn, em ơi chơi cái rồ tí đó đi, cực đỉnh, viết nhất thế giới hiện nay. Ông nội mẹ ơi, cơ sở nào nói chữ viết nhất thế giới.
cơ sở nào, đúng không? Bởi vậy anh là tư vấn là đôi khi á là anh không muốn tư vấn các bạn, tại vì các bạn sẽ nghĩ rằng thằng này nó sell. Nó thiệt chứ bạn ơi, anh sell sỉ không bạn ơi? Bạn nào chơi với anh thừa biết rồi. Thực phẩm bổ sung mà tính bằng container bây giờ đang nằm chảnh là bao nhiêu công, 40 feet các bạn. Nó bạn nào gần THL mỗi lần hàng về đi, anh đẩy vào 1 phút 30 giây xong. Kinh doanh cái đó mới là kinh doanh. Còn cái chuyện mà bán từng hộp mà gọi là đó là chia sẻ anh em cho vui thôi. Thậm chí gặp em Út vô trả giá nữa mới đau chứ. Nhắc này mới nhớ thằng Midu. Thằng Midu là cái thằng cộng tác viên của anh á. Nói chung con này cũng dễ thương bạn, nó thiệt. Nó anh thừa nhận dễ thương hoàn cảnh. Nó nói anh Duy ơi, nhân dịp mà cái kênh channel này á là được 1000 subscribe á. Ủa đúng cái gì? 100.000 subscribe. Anh được cái nút silver button vậy là nút bạc gì đó. Anh có tặng cho mấy bạn cộng tác viên đó là con cọp với thùng bia. Thì thôi bây giờ nói chung là trong giai đoạn này em cũng hơi hoàn cảnh, anh cho em đổi tiền được hay không? Các anh trả lời không có chủ đổi tiền đâu cô. Đối với anh, tặng là tặng mà tiền là tiền. Bây giờ mày thiếu tiền tao cho mày mượn. Không lấy nhiều, không lấy lời mày luôn, tao cho tiền góp. Riêng gái tao lấy tiền lời, còn mày tao không lấy tiền lời. Mày trả được mày trả, mày không trả được thì thôi. Mà mày trả không trả được thì thôi, mày phải nói đàng hoàng, còn mày im luôn mày, không xong với anh đâu nha, nói trước. Đó, còn tặng là phải uống, đúng không? Tao đang chung vui là cái gì? Cái event, chung vui là cái sự kiện đó, giờ mày nói chuyện mày đổi quà lấy tiền, cái chuyện đó là không bao giờ anh chấp nhận. Nên mai mốt em Út nào mà anh Duy có tặng cái gì á nha, mà nói cái câu đó là cái gì tao unfriend luôn á. Hôm qua tao unfriend thằng rồi đó, tao không biết thằng nào nữa, vô nó hỏi anh gì nè. Nó hỏi gì nè, gì quên rồi ta. À, anh Duy tập lâu năm sao không được như mấy thằng nhận đương viên thể hình. Hỏi câu thấy ghét bạn. Thứ nhất á là nếu mà nó người thường nó hỏi anh không nói gì cả. Thằng này nó bạn anh 3 năm rồi. Nó nằm trong cái danh sách gì friend list gì đó. Bạn anh 3 năm rồi. Mà giờ hỏi câu đó. Hỏi câu đó là thứ nhất là không hiểu gì anh cả. Unfriend được chưa bạn? Anh chỉ unfriend thôi mà, đâu có làm gì đâu. Nó cũng block đâu bạn. Block khác, unfriend khác. Unfriend là không xác nhận tình bạn nữa. Vậy thôi. Còn vẫn gọi là theo dõi bình thường, vẫn đâu có block Facebook đâu. Đó. Rồi xong rồi cái đó là một lý do thứ hai nữa đó. Nãy là nó không hiểu gì anh đúng không? Bây giờ nó quá coi thường anh bạn. Tức ghê bạn. Anh là cái tầm cỡ gì mà bây giờ nó nói chuyện so sánh anh kiểu mà cái kiểu vô lý như vậy, anh tức chứ, đúng không? Bạn khoan nói anh ngông, bạn khoan nói anh láo, bạn đặt mình vào vị trí của anh, bạn có sốc không? Bạn có sốc không? Đúng không? Người ta có cái nem mà. Nem chưa biết nào hơn nào nó thiệt. Đó giờ là nem chưa biết nào hơn nào bữa hổm anh cách đây chừng 2-3 ngày anh quay con bồ bạn. Nhỏ này người Bắc nha. Gia đình nó toàn là giáo sư tiến sĩ không mà. Nó vô hỏi anh Duy anh học được nhiều, nói à anh học được cử nhân em. Ở nhà em giáo sư tiến sĩ không à. Này nọ kia rồi sợ anh dẫn em dẫn anh về nhà người ta coi thường, mốc anh gán nói là anh tiến sĩ nha. Nó cho lên máy bay luôn bạn. Nó nghe thấy ghét. Nó bây giờ mà thời buổi này trọng bằng cấp mẹ xin thưa đó. Đừng nói chuyện dạy học với anh. Ví dụ anh nguyên tắc sống của anh là gì? Kính anh một tấc, anh nãy là một trượng. Cậu muốn chơi cho tới à? Vậy á. Trẻ trâu lắm mà. Giờ nó thiệt chứ bạn. Anh nói một câu đụng chạm ai nó chịu chứ. Bây giờ đó môi trường nhà giáo là anh quá quen rồi. Bạn anh nó làm nhà giáo đầy. Đúng không? Nó học rồi học đi. Lúc mà anh ra đường làm nó còn ngồi đó học tiến sĩ. Học kỹ sư, cử nhân gì tùm lum hết á. Ủa gì? Thạc sĩ nó lộn. Nó học lên vậy đó. Giờ làm gì? Về gõ đầu trẻ. Trời đất ơi. Hỏi tháng nhiêu chưa tới 10 triệu. Mà nói thiệt chứ bạn nha. Mấy cái bạn đó ngày xưa học thành tích thua anh nhiều. Đó. Ở đây muốn nói một điều á. Đừng có nói chuyện học hàm học vị ra nói chuyện. Đó. Cái chuyện đi học, đi dạy học nó dễ vô cùng mà. Bạn đi dạy học không có gì khó, không có gì hết. Nó thiệt chứ bạn vô mà dạy học đố sinh viên nữa dám cãi bạn. Nó cãi bạn quốc cho nó 4-1 là nó lên đường nó luôn đó. Bạn đi dạy là bạn làm cha người ta. Cuộc sống nó êm đềm, không có gì gọi là hot đó. Hay mình nói khác á, yếu mới đi dạy. Giờ mạnh mạnh ra đường tao làm ăn hết rồi bạn ơi. Nó thiệt bạn đồng ý không? Giờ có bạn mạnh ra đường kiếm sống rồi. Chứ không ai mà ngồi đó mình đi nói chuyện học hàm một vị ra đè thành doanh nhân với anh. Nói chuyện nghe tức bạn, đúng không? Tức giả mang tức luôn chứ. Nó cái việc chuyện học hàm một vị quan Việt Nam mình nhiều 30.000 tiến sĩ. Bây giờ tao hỏi cái đường ống sông Đà đó, nó bị gì, nó bị xì tới 19 lần đó. 30.000 ông đó ở đâu? Anh đứng chốt đầu người dân thôi. Where are you now? Hả? Còn bây giờ hả? Sài Gòn gặp nước như vậy vậy đó, anh sống anh lấy tư cách người dân thôi. Tôi khổ lắm em ơi. Phí cầu đường tôi đóng mà. Khổ lắm luôn á. Đi cái xe mẹt ra đường bị thỉ kích. Ai chịu cho em đây? 30.000 giáo sư tiến sĩ đó ở đâu? Nên lấy chuyện học hàm học vị ra đè anh cho con nhỏ lên đường á, anh có ác không bạn?
Tức là cái suy nghĩ đó nó không đủ tầm để nó chơi với anh, chứ đừng có nói mà hả nói chuyện mà anh không đủ tầm vô cái nhà của nó. Nó nên cứ còn cái thằng cu kia hôm qua nó so sánh lên chỗ đó là anh ven đó. Bình thường anh ven thôi mà, đâu có lúc đâu. Xong rồi bay vô comment chửi anh nữa bạn. Anh có đó đăng lên Facebook có comment nó chửi anh gì đạo đức giả rồi tầm anh chưa có thế thôi gì ABC các kiểu đó, nó không trả lời đó. Nó thôi nói chuyện cuộc đời cái đắng nhiều khi nó buồn buồn kể bạn nghe chơi thôi bạn. Cho bạn hiểu hơn về anh thôi. Quan trọng người anh chơi có được hay không thôi, chứ còn giờ bạn ra đường mới nó nịnh bạn một đống câu mà nó đâm sau lưng bạn mà cũng chết. Nãy nói tới đâu rồi ta? À súp đúng không? Qua là vấn đề chính, súp thì bạn lưu ý BCA giùm anh. Tại sao BCA á, là cái nguồn mà không calo, nó không có miếng calo nào cả, tức là bạn nạp BCA bạn không bị dư calo. Mà nó là những cái thằng công nhân rất là bền bỉ và rất là gọi là năng động trong cái việc cuốc mỡ bằng ra đốt. Nó sẽ cuốc mỡ bằng ra đốt. Đó. Cái quan trọng là bạn muốn đốt mỡ thì bạn phải vận dụng được nguồn năng lượng trong cơ thể của bạn. Chứ bạn đừng có nhập năng lượng ở ngoài nhiều quá. Nhập năng lượng là đi ăn đó. Đi ăn cháo lòng riêu hủ tiếu nhưng chỉ pha 10 tô hủ tiếu là nó nhập năng lượng đó bạn. Đó mình phải sử dụng cái nguồn năng lượng của mình. Trong cơ thể mình ai cũng có mỡ cả các bạn. Ai cũng có mỡ hết nên cái nguồn năng lượng trong cái cơ thể mình nó rất là dồi dào. Mình phải khai thác được nó, đó là điều quan trọng. Bây giờ đó là lý do tại sao anh kêu bạn dùng BCA là quan trọng. BCA rất quan trọng trong hoàn cảnh này. Bạn đang bị cái chuyện giảm mỡ bắt buộc phải có BCA. Nếu muốn chơi súp không chơi súp thôi bỏ nha. Nó cái vụ này là bắt buộc á. Còn cái thứ hai nữa là cái gì bạn? L-carnitine. L-carnitine nó sẽ có những cái nơi nó có, ví dụ như trong một số loại reward, trong một số loại gì loại fat burner hay là reward cao, nó sẽ có L-carnitine trong đó. Thì mình khỏi dùng, còn nếu mà không có phải mua hũ L-carnitine riêng để L-carnitine này nó là cái cuốc các bạn. Hồi nãy BC là thằng công nhân, bây giờ LVT là cái cuốc. Thằng công nhân nó bóc tay, nó bóc sao nổi bạn. Đúng không? Nó vô mỏ than mà nó gọi là nó bóc tay không vậy hả? Nó bóc chừng nào mới được cục. Thì bây giờ nó phải cầm cuốc nó bữa chứ, đúng không? Cái cuốc của thợ mỏ đó bạn. Đó, nó bữa ra đi. Vậy thôi. Rồi còn gì nữa đây? Rồi còn Fat Burner. Fat Burner này là quan trọng nhưng mà không bắt buộc, tại có bạn bị dưỡng caffeine mà không uống được Fat Burner. Bạn nào không nhiễm caffeine phải uống Fat Burner nếu vừa nghĩ tới chuyện mỡ. Nó vậy hen. Fat Burner thì nó là tham gia vô cái đội ngũ mà đào năng lượng tiếp đó. Tức là bây giờ là năng lượng nó sẽ đào trong cái lúc bạn nghỉ ngơi. Hồi nãy là mấy thằng kia nó đào ở trong lúc bạn tập, đúng không? Giờ hôm nay nó đào trong lúc bạn nghỉ ngơi. Rồi. Gì đó ta? Này quan trọng nè. Reward cao uống không cần nghỉ, Fat Burner sao mãi mong chờ. Hai câu thơ của anh nói có ý hết chứ bạn. Nãy giờ là có Fat Burner và Fat Reward cao chứ. Reward cao nó giúp cho bạn tập nhiều hơn, cái tập nhiều hơn là nói đó. Lúc đầu tiên là tập nhiều hơn thì Reward cao nó sẽ giúp bạn tập nhiều hơn. Vậy đó. Nên Reward cao nó rất là quan trọng, nhưng mà chọn cái loại Reward cao nào. Cái này mới là quan trọng đó. Thôi cái này giấu chiêu bạn để cho vlog kia, giờ nói nhiều quá chi đã mệt, đúng không? Nên bạn nhớ là phải có Reward cao ha. Mà anh tiết lộ cho bạn nghe, Reward cao giai đoạn này cả nửa năm nay anh uống Outflip. Vậy đó. Tại sao nó không uống cái khác mà uống Outflip thì phải có lý do của anh. Bạn tự trả hỏi tự trả lời đi, anh Di bảo đảm với bạn anh Di không có thiếu Reward cao. Anh nói rồi, riêng mảng gì bán súp anh bao cả Việt Nam này. Đó, nên không thiếu đâu, còn lo mà anh Reward cao là uống Outflip, Fat Burner uống Lipo thì thôi. Gì nữa ta? Còn cái cuối cùng nè. Protein. Protein thì có rất nhiều sự lựa chọn. Có thể là chọn protein hoàn chỉnh cũng được, có thể chọn whey protein cũng được. Đó, trong giai đoạn này anh chọn whey protein. Chọn whey protein, mà whey protein anh chọn là core performance whey protein. Nó chơi là chơi tán ốc vậy đó bạn. Còn ISO thì chọn thì cũng được. ISO 100 hay là ISO LAT hay là Titanium gì đó, tùy bạn thích. Whey phải chọn một loại whey protein nào đó, mà anh Duy á, anh chọn whey core performance. Tại vì nói chung là anh chọn cái tốt nhất trong những cái mà có thể. Vậy đó, anh nhiều mà. Nói chung là whey core uống đã, nó mang cho anh hương vị, nó mang cho anh sự phù hợp. Đó, nhìn cái hộp đẳng cấp dễ thích thôi. Mặc dù mới ghét thằng quỷ hồi nãy nó đòi nợ anh đó bạn. Ghét thường thường là tật anh vậy đó, ghét đòi nợ anh, nhưng mà không phải vì ghét đó mà mình trút giận lên quay co tội nghiệp đó. Đó, vlog rất ngắn gọn, nó tóm lại nè, chốt vấn đề là muốn giảm mỡ là cần phải làm những việc sau đây. Thứ nhất, ăn ít hơn. Thứ hai, tập nhiều hơn. Thứ ba là phải cardio, và thứ tư là phải supplement, là những cái hồi nãy nói đó. Supplement, nói supplement gì, phải có cái gì BC quan trọng nhất, rồi tới Fat Burner, rồi tới free workout, everything đó, và cuối cùng là protein.
thì đương nhiên là những cái gì quan trọng thì bạn nên ưu tiên, còn cái gì những cái gì mà tới ưu tiên tới đó nó hết kinh phí thì mình bỏ mấy cái còn lại rồi sao đó. Thì bạn vậy nha, bạn nhớ nha, nói chung là anh chia sẻ một video cho tất cả, chứ anh không phải chia sẻ cho một bạn có 100.000 xong rồi chia sẻ cho một bạn có 200.000 xong rồi chia sẻ cho một bạn 300.000 xong rồi chia sẻ cho một bạn có 5-6 triệu xong rồi chia sẻ cho bạn không có đồng nào. Đó thì tùy các bạn nghe một cái vlog, các bạn áp dụng được cái gì thì bác dùng, và ứng dụng được cái gì thì ứng dụng. Thì vlog sẽ được kết thúc đây. Bye bye các bạn, bây giờ anh đi công việc trả nợ cho thằng quỷ kia đi, đòi hoài một mình quá. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thể hình online. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn, và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.